Hiện tại là mình đang cảm thấy rất là hồi hộp và khi mà chuẩn bị vào nhận bằng tốt nghiệp. Mọi người chuẩn bị rất là chu đáo và mình đang rất là trông chờ, không biết là sắp tới mình sẽ nhận được những bất ngờ gì. Và rất cảm ơn các thầy cô, các giảng viên tại Arena Multimedia đã luôn tâm huyết để giúp cho các bạn học viên cập bến bờ thành công. Hôm nay là cái ngày cực kỳ trọng đại và cái ngày quan trọng nhất của cộng đồng Arena Multimedia, vì là cái ngày mà đánh dấu bước trưởng thành của một lứa, một lớp thế hệ học viên. Hôm nay thì các em sẽ được chính thức tôn vinh ra trường và bước vào cuộc sống là những chàng trai và cô gái tự lập. Hãy cùng chào đón thủ khoa Phạm Hoa Giang Châu. Arena Phi Trương Tùng Lâm.